Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta lại tìm hiểu về các sản phẩm của Unicity và hôm nay lại tiếp tục là sản phẩm thải độc huyết tương của bộ thải độc Unicity. Trà thải độc Langerty Unicity. Trà thải độc huyết tương Langerty thanh lọc lưu thông máu, nuôi dưỡng hệ thống miễn dịch, giúp cơ thể hấp thụ thải độc tố cũng như trao đổi chất để tăng cường sức khỏe. Trà thải độc huyết tương Langerty có tác dụng làm dịu và đào thải các hạch, các khối u ra khỏi cơ thể, ngăn ngừa ung thư, đặc biệt là ung thư vú ở phụ nữ, dùng cho người uống rượu nhiều, ngộ độc do rượu, men gan tăng cao, mẩn ngứa, mề đay, ăn uống kém, khó tiêu, viêm gan virus và những người đang điều trị hay sau điều trị các bệnh về gan. Trà thải độc Langerty của Unicity, trà thải độc huyết tương. Tăng cường chức năng gan, giảm mỡ thừa, ngăn ngừa các bệnh xơ vữa động mạch, bảo vệ an toàn cho sức khỏe của chính bạn. Các thành phần có trong trà Langerty của Unicity được tổng hợp từ 5 thành phần nguyên liệu tự nhiên, đặc biệt tốt cho gan. Cây ngưu bàng, một trong những loại máy lọc máu tốt nhất, giúp giảm sưng xung quanh khớp và loại bỏ vôi hóa, loại bỏ các loại axit có hại cho máu. Tảo bẹ, nguồn vitamin bổ dưỡng tốt cho sức khỏe với thành phần chủ yếu là vitamin B. Tảo bẹ vô cùng tốt cho các mô não, màng não, dây thần kinh thị giác, tủy sống. Nó rất hiệu quả trong việc điều trị các vấn đề về tuyến giáp, bệnh rụng tóc, béo phì và viêm loét dạ dày. Cây me chua, trung hòa axit trong dạ dày, hấp thụ khí hôi, chống lại các bệnh như sốt, viêm, còi xương và cô lập các khối u ung thư. Đại hoàng Thổ Nhĩ Kỳ, kích thích bài tiết độc tố trong gan và giúp ruột điều tiết các chất béo cholesterol. Cỏ ba lá đỏ, lợi tiểu và chống các vi khuẩn gây hại. Mỗi loại thảo dược đều có một công dụng riêng, nhưng khi kết hợp lại chúng hòa chung và hỗ trợ cho nhau tạo thành một sản phẩm cực mạnh, có thể dễ dàng cung cấp năng lượng cho cơ thể, tăng sức chịu đựng cũng như tăng cường sinh lực, ngăn chặn và chống lại sự lão hóa, bảo vệ tim mạch, tăng cường sức đề kháng giúp chống chọi với các bệnh tật, giảm mỡ máu, cholesterol, ngăn ngừa các bệnh xơ vữa động mạch và các bệnh lý về tim, khuấy động tinh thần mang đến một cơ thể tràn trề sức sống. Hướng dẫn sử dụng trà Nature Langerty của Unicity như sau. Trước khi ăn sáng, cho một gói vào nước sôi 100 độ, ngâm trong 15 phút. Uống khi chưa có thức ăn trong dạ dày. Trà Langerty của Unicity tốt cho tất cả mọi người và đặc biệt là cho những người có vấn đề về gan, thường xuyên căng thẳng. Chống chỉ định với những người miễn dịch với các thành phần có trong sản phẩm, phụ nữ có thai và đang cho con bú, người đang đau bụng, tiêu chảy, trẻ em dưới 12 tuổi. Chúng tôi Unicity chính hãng chuyên cung cấp tất cả các sản phẩm của Unicity, ship code toàn quốc, cam kết chính hãng, hoàn tiền nếu phát hiện hàng kém chất lượng. Vui lòng liên hệ hotline 0963 284 986, Zalo 0965 117 550.